Bài hát thứ hai, Thanh Thảo xin mời quý vị nghe lại một sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà và Tùng Châu. Ca khúc này là Thanh Thảo bình thường hát song ca chung với Quang Dũng, nhưng mà hôm nay không có Quang Dũng nên em hát mình. Và nếu không có anh nào lên đây thế Quang Dũng giùm em cảm ơn. Dạ, có ai thuộc bài này thì lên với Thanh Thảo nha. Xin một tràng pháo tay cho bài hát Vị Ngọt Đôi Môi. Xin ơn chúc mừng. Chỉ một lời, dù phải chiều trời mưa.
nhiều, xin được cảm ơn ban nhạc. Thưa quý vị, là mấy anh này là ban nhạc nhưng mà hot lắm đó. Tại vì là hồi đó lúc mà Thanh Thảo mới vô nghề đó, là Thanh Thảo đã được hát cách đây là 20 mấy năm rồi, là đã đi theo anh Tích, anh Huấn, anh Hải nè, ở trong ban nhạc từ ngày xưa hát ở bên Việt Nam á. Là lúc đó Thanh Thảo khoảng chừng 19-20 tuổi mà đã đi theo mấy anh này, đến bây giờ gặp lại mấy anh trên sân khấu mà anh vẫn hot kinh khủng. Cho nên là không cần phải nhìn mấy anh nữa, chỉ cần Thanh Thảo hát thôi mà anh biết Thanh Thảo hát tới đâu rồi, hát tới câu nào luôn rồi, quen đến mức độ đó. Một lần nữa Thanh Thảo xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc ạ. Cảm ơn quý vị nhiều. Em phải nịnh á để cho mấy anh đánh hay cho em. Tại vì là thành công của ca sĩ là nhờ ban nhạc cũng lớn lắm ạ. Ban nhạc đánh hay ca sĩ mới sung được. Rồi bên cạnh đó là nhờ quý vị vỗ tay rồi hú hú hét hét cái tự nhiên ca sĩ lên tinh thần liền. Dạ, cảm ơn nhiều. Nhất là anh Quýnh Trống nè. Dạ, bây giờ em chuẩn bị em quay qua em hát nhạc quậy nè. Cho nên là anh Quýnh Trống anh phải sung em mới sung được. Dạ. Na 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 na. Chơi luôn hả? Chơi bài đó luôn hả? Khoan từ từ đi, em để bài đó cuối cùng ha. Rồi bài đó cuối cùng cái ao cái phần của em nó sẽ dễ thương lắm. Giờ em hát bolero nha. Em nói thiệt mà. Bây giờ em hát nhạc bolero. Em hát nhạc Trường Vũ. No hả? No hả? Em hát nhạc Trường Vũ nhưng mà theo kiểu Vũ Trường. Em chưa nói hết. Em mà hát nhạc Trường Vũ ai ghê? Sao mà lại chị Hương Thủy được? Cho nên là nhạc Trường Vũ nhưng mà em làm thành Vũ Trường. Nên mọi người ra nhảy nha. Em hát bolero theo kiểu của em nha. Chơi luôn đi, không giới thiệu bài đâu. Em vô câu đầu mọi người thấy hay thì vỗ tay, em đi tức cái bông lên. Thank you.
Dạ.